Chúng ta bây giờ hãy nói tới một cái thông tin lớn khác ngày hôm nay nhưng mà nó liên quan đến kinh tế vĩ mô Đó chính là lời phát biểu của Chủ tịch John Powell các bạn Và Chủ tịch John Powell các bạn nghĩ là ông sẽ nói gì ngày hôm nay có thể là sẽ không làm cho bạn bất ngờ đâu những câu nói ngày hôm nay đây cũng tương tự như những câu nói mà chúng ta đã nghe rất nhiều lần rồi các bạn nghĩa là sẽ giữ lãi suất cao trong một thời gian dài còn về việc tăng nữa hay không nữa thì tùy theo tình hình Để thường chia sẻ lời phát biểu này với các bạn rồi chúng ta sẽ nói thêm Chúng ta được là Chủ tịch John Powell đã cho biết là lạm phát hiện tại vẫn quá cao và việc làm cho tăng trưởng kinh tế chậm lại có thể cần thiết để mà kiểm soát lạm phát. Thì cái điều này đó ông không nói rõ các bạn, làm cho nền kinh tế tiếp tục chậm lại có nghĩa là giữ nguyên lãi suất hay là sẽ tăng lãi suất, tại vì cả hai đều có hiệu ứng như vậy hiện bây giờ. Tuy nhiên đó, Fed nói là sẽ tiếp tục quan sát cẩn thận trước khi mà đưa ra bất kỳ quyết định nào về lãi suất dựa trên các chỉ số kinh tế điều này chúng ta cũng đã nghe nói tới rất là nhiều lần rồi các bạn thì nói chung đó khi mà đọc tới đây các bạn cũng có thể thấy được là tuy không nói rõ nhưng mà giọng điệu của Fed vẫn đang nghiêng về là sẽ không tiếp tục tăng nữa nhưng mà sẽ giữ nguyên lãi suất chi tiết hơn là chủ tịch John Powell nói lạm phát vẫn ở mức quá cao và chỉ vài tháng có dữ liệu tích cực chỉ mới là cái bước đầu trong việc xây dựng niềm tin là lạm phát đang được kiểm soát và hướng về mục tiêu của chúng tôi, nghĩa là hướng về 2% nữa các bạn. Chúng tôi vẫn chưa xác định được lạm phát sẽ ở mức thấp bao lâu hoặc là lạm phát sẽ ổn định ở mức nào trong những quý tới. Mặc dù là có những thách thức trên con đường phía trước chúng tôi đều cam kết giảm lạm phát một cách bền vững về mức 2%. Chúng tôi sẽ cân nhắc một cách cẩn trọng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc có nên tiếp tục siết chặt chính sách tiền tệ dựa trên tổng hợp tất cả dữ liệu kinh tế thì các bạn thấy được là những lời nói này đó như chúng ta vừa mới nói tới là không nói rõ là có tăng nữa hay không nhưng mà nghiêng về là sẽ không tăng nữa trong cuộc họp vào ngày 1 tháng 11 này các bạn nghĩa là còn khoảng chừng 12 ngày nữa thì ngay bây giờ đó chúng ta thấy được là sau khi mà có thông tin CPI tuần vừa rồi sau khi mà nghe Fed phát biểu tuần này thì bây giờ đã 99.6% của hợp đồng CME là nghiêng về cuộc họp ngày 1 tháng 11 sẽ giữ nguyên lãi suất các bạn 5.25 tới 5.5%, chỉ có 0.4% nghĩ là Fed sẽ tăng thêm 0.25 mà thôi. Và chúng ta nhìn vào tháng 12 thì sao các bạn? Đây là cái cuộc họp cuối cùng của năm nay, ngày 13 tháng 12 thì phần lớn bây giờ đã 75% vẫn nghiêng về là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất các bạn, chỉ có khoảng chừng là 25% nghĩ là Fed sẽ tăng thêm 0.25 thôi. Thì bây giờ các bạn thấy được là cũng không có gì thay đổi. Chúng ta khả năng cao sẽ thấy được là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp 1 tháng 11 này. Và một điều nữa đó chúng ta sẽ thấy được là cái điều quan trọng hơn không phải là Fed tăng một lần nữa hay là không các bạn tại vì tôi nghĩ là tới bây giờ đó Fed đã tăng rất là nhanh trong vòng một năm rưỡi qua rồi các bạn tăng từ 0.25 mà lên tới 5.25 hiện bây giờ thì sao các bạn bây giờ có tăng thêm 0.25 nữa có thật sự là thay đổi mọi thứ hay không tôi nghĩ nó sẽ không có sự ảnh hưởng bằng là fed sẽ giữ nguyên lãi suất bao nhiêu lâu các bạn tại vì những thông tin kế tiếp thường sẽ cho các bạn thấy được là một cái hình ảnh nó không rõ ràng hiện bây giờ khi mà nhìn vào những cái dữ liệu kinh tế đó mà chúng ta nhận được gần đây thì điều cho thấy được là kinh tế vẫn còn rất là tốt ở hoa kỳ nhưng mà khi mà nhìn thấy được những thông tin riêng lẻ từ những công ty đó thì cái sự rạn nứt nó ngày càng rõ ràng hơn các bạn và chúng ta thấy được là chủ tịch John Powell đó thì luôn lo lắng về việc tuyên bố chiến thắng lạm phát quá sớm, Dần đến lạm phát tăng trở lại các bạn. Một trong những điều mà rất nhiều người không có đồng ý với là chủ tịch John Powell đó chính là cái cách mà ông uh, chia sẻ các bạn giống như là chúng ta thấy là khi mà lạm phát đang tăng đó thì chủ tịch John Powell luôn nói là nếu lạm phát tiếp tục tăng, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng thêm lãi suất, nhưng mà ngược lại đó khi mà lạm phát không tăng nữa mà giảm đó thì chủ tịch john paul lại không dám nói cái câu là nếu như mà tiếp tục giảm đó chúng tôi không cần phải tăng thêm lãi suất các bạn thấy được là cái sự nó không có được uh, cân bằng ở đây nhưng mà sự thật đó thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào biểu đồ phần trăm lạm phát bên dưới này Sony chia sẻ với các bạn một lát nữa Đó là cái thời điểm lạm phát năm 1970 tới năm 1980 các bạn Và chúng ta thấy được là nếu như mà cứ tiếp tục giữ lãi suất cao ở đó có thể dẫn đến cú sốc vô cửa lặp lại một lần nữa Để hiểu chuyện để xảy ra đó thôi như chia sẻ với các bạn về những thông tin liên quan tới Paul vô cửa các bạn Nhưng mà trước hết chúng ta nhìn vào cái biểu đồ bên dưới này Đây là cái biểu đồ đó cho chúng ta nhìn thấy được là cái đường màu xám Đó chính là cái thời điểm từ năm 1966 tới 1983 các bạn lúc này thùng vẫn chưa ra đời các bạn một năm sau thì mới ra đời thì chúng ta nhìn thấy được là cái đường màu xám này đó đại diện cho phần trăm lạm phát của Hoa Kỳ các bạn có biết là những năm đó đó có thì lạm phát lên tới hơn 14% rồi các bạn lạm phát lên hơn 14% và chúng ta nhìn thấy bên dưới này đây cái đường màu vàng chúng ta nhìn thấy được đây là cái phần trăm lạm phát của Hoa Kỳ năm 2013 cho đến thời điểm hiện bây giờ và các bạn thấy nó có một cái sự giống nhau không giống nhau hoàn toàn các bạn nhưng mà cũng cho thấy được là sau khi mà lạm phát tăng giống như là ngay thời điểm này trên màn hình các bạn thì cái đường màu vàng và cái đường màu xám đều đã giảm xuống nhưng mà Bây giờ đó thì nếu như mà Fed thả lỏng tiền tệ nói là không cần siết chặt nữa đó thì có thể dẫn đến là lạm phát lại tăng ngược trở lại giống như là thời điểm của năm 1980. Thì để hiểu rõ hơn đó chuyện gì xảy ra để thường chia sẻ với các bạn. Chúng ta thường nghe nói tới một cái người có tên là Volcker các bạn. Paul Volcker được nhắc đến rất nhiều lần từ Chủ tịch John Paul tại vì Chủ John Paul hầu như là bị ám ảnh à, bởi cái thời điểm đó. Và Paul Volcker đó chính là chủ tịch của Fed khi xưa Và các bạn sẽ thấy được cái tấm hình các bạn Một trong những tấm hình rất nổi tiếng khi mà Paul Volcker ra quốc hội đó Thì các bạn thấy được là rất là giang hồ các bạn Không giống như là bây giờ vừa uh, ngồi hút thuốc Vừa nói chuyện với những cái nghị sĩ Vừa nói chuyện với những cái dân biểu các bạn <laughs> Chứ không giống như là bây giờ thì chúng ta hãy trở lại đi để nói về Paul Volcker Thì trước khi mà Paul Volcker trở thành chủ tịch Fed vào năm 1979 Thì Fed chỉ thử tăng lãi suất nhẹ để kiểm soát lạm phát nhưng mà không thành công Thì Paul Volcker trước đó là phó chủ tịch và là một người cực kỳ diều hầu tại Fed được bổ nhiệm làm chủ tịch sau khi mà William Mueller, nghĩa là cái chủ tịch trước đó được tổng thống Carter bổ nhiệm thành bộ trưởng bộ tài chính. Ngay sau khi mà nhận chức đó, nghĩa là sếp của Paul Volcker được tăng chức lên làm bộ trưởng bộ tài chính tại Hoa Kỳ rồi Paul Volcker bổ nhiệm làm chủ tịch Fed ngay sau khi nhận chức đó, thì Paul Volcker đã điều chỉnh chính sách tiền tệ của Fed trở nên siết chặt hơn vào ngày 6 tháng 10 năm 1979 Paul Volcker triệu tập một cuộc họp bất ngờ và cho phép biên độ lãi suất rộng hơn có nghĩa là các bạn đã thấy là bây giờ đó thì lãi suất dao động chúng ta đã nói tới là từ 5.25 cho đến 5.5 thì thường cho các bạn thấy được cái CME các bạn thấy được lãi suất dao động phạm vi rất là hẹp nghĩa là 5.25 tới 5.5 mà thôi nhưng mà khi mà Bố Cười nhậm chức thời điểm đó đó thì cho phép lãi suất tăng cao hơn các bạn và lãi suất của Fed là 13 13,7% cho bạn, vào tháng 10 năm 1979 và tăng lên tới 17,6% vào tháng 4 năm 1980 và đạt gần 20% năm 1981. Lãi suất cao hơn, đó đương nhiên là một phần là chống lạm phát bằng cách tài giảm chi tiêu có thể làm chậm tốc độ kinh tế và tăng tỷ lệ thất nghiệp các bạn tại vì nó cũng có cái hiệu ứng đó chính là làm cho kinh tế chậm lại dẫn đến nhiều công ty sai sa thải nhân viên và lãi suất cao làm tăng chi phí vay và tín dụng dẫn đến hoạt động kinh tế giảm sút thì đó cũng là lý do tại sao mà tăng lãi suất các bạn cho nền kinh tế chậm lại để quản lý lạm phát thì chính sách của Volker ban đầu đó đã gây ra một cuộc khủng hoảng vào tháng 1 năm 1980 tuy nhiên sau đó, đó thì tháng 4 năm 1980 3 tháng sau đó Fed thì lại bỏ phiếu để giảm lãi suất, giảm bớt tác động của nỗ lực chống lạm phát, dẫn đến là lạm phát một lần nữa lại tăng trở lại các bạn như là các bạn đang nhìn thấy ở trong tấm hình này. Sau khi mà giảm đó thì cái đường màu xám này lại tăng ngược trở lên. Tại vì sao các bạn? Tại vì sau khi mà tăng lãi suất đẩy lùi lạm phát, rồi Fed đã quá sớm để mở rộng hệ thống tiền tệ một lần nữa, dẫn đến lạm phát lại tăng ngược trở lại, khiến cho là những nỗ lực trước đó đó coi như là uổng phí các bạn. Sau đó thì như thế nào các bạn? Sau đó đó thì Paul Volcker lại phải siết chặt chính sách của mình một lần nữa gây ra một cuộc khủng hoảng lần thứ hai vào tháng 7 năm 1981 nghĩa là trong khoảng thời gian 2-3 năm đó khủng hoảng tới hai lần rồi các bạn Cuộc khủng hoảng này đã làm cho tỷ lệ thất nghiệp đạt đỉnh vào tháng 12 năm 1982 Tỷ lệ thất nghiệp thời điểm đó đó vượt qua cả tỷ lệ thất nghiệp trong cuộc khủng hoảng năm 1980 như là trước đó và đại suy si thoái năm 2009 các bạn nghĩa là thung quản rất là lớn thời điểm đó và chính sách quyết liệt gây nhiều tranh cãi trong những năm 1980 đó được biết đến với tên gọi là vô Shock sót hay là cú sốc vô cờ các bạn và khi mà vô cờ hết nhiệm kỳ vào năm 1987 đó thì lạm phát đã thật sự giảm xuống còn 3,4% từ mức cao là 9,8% năm 1981 các bạn, à, thì coi như ông cũng đã thành công đẩy lạm phát nhưng mà phải trả cái giá rất là đắt, trả giá bằng hai khủng hoảng và tỷ lệ thất nghiệp cực kỳ cao thời điểm đó, cho nên cái chính sách này gây rất nhiều tranh cãi. Hoa kỳ sau đó nó đặt thì duy trì tỷ lệ lạm phát thấp và không bao giờ vượt quá 5% sau tháng 9 năm 1983 các bạn, mãi cho đến năm ngoái năm 2022 chúng ta mới thấy lạm phát một lần nữa vượt quá 5% có nghĩa là đã rất rất lâu rồi chúng ta không thấy phần trăm lạm phát cao như vậy cho nên các bạn thấy được là khi mà nói tới những cái lịch sử trước đây đó thì chủ tịch hiện tại John Powell chỉ có thể dựa vào lịch sử trước đó đó chính là những năm 1970 tới năm 1980 và cái người mà đã đẩy lùi lạm phát lúc đó, đó chính là Paul Volcker và đã phải trả giá rất đắt các bạn thì Chủ tịch John Paul luôn nói là không muốn trả giá đắt như vậy nhưng mà đã sẵn sàng để trả giá nếu như mà phần trăm lạm phát không tiếp tục giảm xuống. Nhưng mà cái đó là về cái phương diện những gì mà Chủ tịch John Paul muốn thưa các bạn nhưng mà sự thật đó, thì mọi thứ nó phức tạp hơn rất là nhiều. Chúng ta đã thấy được là có rất nhiều những ngân hàng lớn À, chúng ta đã thấy được là ngay cả ngân hàng lớn nhất ở Hoa Kỳ đó cũng cảm nhận được áp lực từ lãi suất cao. Mặc dù là chúng ta thấy năm nay đó ngân hàng JP Morgan là ngân hàng lớn nhất ở Hoa Kỳ à, thì họ không có sa thải nhân viên nhưng mà họ đã sa thải năm ngoái rồi. Nhưng mà tính từ đầu năm cho tới bây giờ đó thì đã có năm ngân hàng lớn đã cắt giảm tổng cộng là 20.000 nhân viên các bạn. À, chúng ta đã thấy được là những ngân hàng như là chúng ta nói tới Bank of America cắt giảm gần 2%, Morgan Stanley cắt giảm 2%, Wells Fargo cắt giảm 4,7%. Goldman Sachs cắt giảm là phần các bạn. Nói chung thì các bạn sẽ được ở lãi suất cao dẫn đến là việc nhu cầu vay giảm mạnh. Cho nên chúng ta thấy được là trên những báo cáo tài chính giống như quý 3 đó có thể thấy được mọi thứ nó chỉ chậm lại mà thôi nhưng mà cái sự rạn nứt đó đã bắt đầu càng ngày càng rõ ràng hơn các bạn. Và không chỉ riêng là những công ty ở Hoa Kỳ, tôi nghĩ là những bạn nào mà ở Việt Nam ở những quốc gia khác nó cũng đã cảm nhận được là nền kinh tế ở khắp nơi đang chậm lại và thất nghiệp ngày càng tăng lên các bạn. Ngay cả chúng ta nhìn thấy được thông tin ngày hôm qua đó là Nokia cho biết họ sẽ cắt giảm lên đến 14.000 nhân viên sau khi mà lợi nhuận giảm sút và điều mà làm thôi bất ngờ hơn đó là Nokia vẫn còn 14.000 nhân viên các bạn thuận biết là Nokia đó vẫn còn hoạt động kinh doanh họ vẫn còn những cái mảng như là viễn thông nhưng mà thuận cũng không có ngờ là cái quy mô của họ lớn như vậy đến nỗi mà họ có thể cắt giảm 14.000 nhân viên như là cái quy mô họ phải lớn hơn cái số này rất là nhiều các bạn thì nói chung đó chúng ta cũng thấy được là nhiều công ty giống như là Nokia là của nước Finnish các bạn thì đâu phải là Hoa Kỳ đâu cũng cắt giảm nhân viên và chúng ta đã thấy được là một dấu hiệu khác nữa. Cho dù là chúng ta nhìn thấy được là nền kinh tế chi tiêu chỉ là chậm lại thôi cũng chưa đến nỗi gọi là phải lo lắng. Nhưng mà một điều khác đó chúng ta nhìn thấy được là năm 2020. Cái thời điểm đó đó chúng ta nhìn thấy được cái đường màu đỏ trên màn hình đại diện cho là cái số lượng tiền được dự trữ trong những cái ngân hàng của người dân Hoa Kỳ các bạn như là họ gửi tiết kiệm đó cái số tiền gửi tiết kiệm đã giảm rất là nhiều các bạn đã giảm từ 2.3 nghìn tỷ khi mà chúng ta thấy được là sau khi mà có đại dịch nên người ta không chi tiêu nhiều. Có nhiều cái kích thích dẫn đến là người dân nên lưu trữ tiền cho ngân hàng rất là nhiều các bạn. Và lúc đó nhiều người cũng lo sợ, không muốn đầu tư cho nên tiền trong ngân hàng rất là cao. Nhưng mà sau đó như thế nào các bạn? Sau đó chúng ta thấy được là cái số lượng tiền dự trữ trong ngân hàng tiền tiết kiệm của người dân Hoa Kỳ bây giờ tính chỉ còn có 200 tỷ mà thôi các bạn. 2.3 nghìn tỷ. Bây giờ đã, đã mất đi khoảng chừng là hơn 90% rồi. Chỉ còn có 200 tỷ mà thôi. Chúng ta đã thấy được một điều nó giống như là phần trăm thất nghiệp các bạn lúc nào cũng nói là phần trăm thất nghiệp thấp tại vì cái số lượng việc làm nhiều hơn là cái số lượng người đi kiếm việc làm các bạn nhưng mà càng ngày càng có thêm người đi kiếm việc làm đó thì cái số lượng việc làm đó ngày sẽ càng thấp xuống nhưng mà miễn là cái số việc làm tuyển dụng đó vẫn còn thì phần trăm thất nghiệp sẽ không có thấy rõ ràng và không có tăng lên nhưng mà một ngày nào đó khi mà cái số lượng người đi kiếm việc làm quá nhiều cái số lượng việc làm không nhiều nữa đó thì phần trăm thất nghiệp mới thật sự lộ rõ ra các bạn và cũng tương tự như là tình hình kinh tế mọi thứ bây giờ nhìn cũng như là vẫn ổn các bạn tại vì người dân vẫn chi tiêu nhưng mà sự thật đó, họ đã đụng đến tiền tiết kiệm rồi và thậm chí chúng ta cũng thấy những cái thông tin thường chia sẻ trước đây là người dân của Hoa Kỳ đó đã sử dụng nhiều tín dụng các bạn mọi thứ nó tiến triển về một cái xu hướng là nếu như mà Fed cứ tiếp tục giữ lãi suất cao thì kết quả sẽ không khác những năm như là 1980 rồi các bạn sẽ có một suy thoái tài chính đang hướng về phía đó ngoại trừ là Fed có thể là giảm lãi suất kịp thời nhưng mà cái đó là chúng ta đang cá cược lần này sẽ khác các bạn bốn từ đắt giá nhất cái đầu tư chúng ta có thể nhìn thấy được thêm một cái thông tin nữa và thông tin này đã được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội nhưng mà hầu như là không ai giải thích các bạn tôi sẽ cố gắng giải thích cái thông tin này một cách đơn giản nhất có thể chúng ta nhìn thấy được là công trái phiếu Hoa Kỳ 10 năm đó thì lãi suất đã tăng lên tới 5% các bạn. Đây là cái phần trăm tăng trưởng tới cái mức là cao nhất trong vòng 16 năm qua. Thì ở trên những mạng xã hội đó phần lớn họ chỉ nói bao nhiêu đó mà thôi. Nhưng mà họ không có nói là cái này có ý nghĩa gì. Tôi sẽ chia sẻ một cái thông tin khác với các bạn. Trên màn hình các bạn đó, đây là cái biểu đồ liên quan đến trong trái phiếu của Hoa Kỳ được lưu trữ bởi chính phủ Trung Quốc các bạn. Tại vì Hoa Kỳ bán trái phiếu cho nhiều quốc gia thì Trung Quốc là một trong những cái chủ nợ lớn của Hoa Kỳ. Nhưng một điều các bạn nhìn thấy được, đây là tính theo nghìn tỷ các bạn. Năm 2014 đó, lúc đó là giống như đỉnh điểm rồi. Cái số lượng không trái phiếu lưu trữ bởi Trung Quốc lên tới là hơn 1.3 nghìn tỷ. Nhưng mà cho tới bây giờ đó các bạn thấy là còn có 805 tỷ mà thôi. Và tốc độ không trái phiếu được bán bởi Trung Quốc nó ngày càng tăng tốc hơn thì điều này nghĩa là gì các bạn? Chúng ta đang thấy được là Trung Quốc đang bán rất nhiều trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ và với lãi suất đang cao thì khả năng là gì các bạn? Khả năng là họ đang cắt lỗ. Nhưng mà tại sao lại phải bán bây giờ trong khi mà giá trái phiếu đang giảm các bạn, tại vì lãi suất đang cao. Thì như thường đã chia sẻ trước hết, cái mối quan hệ giữa lãi suất và giá trái phiếu là tương quan âm, nhiều bạn đã biết. Khi mà các bạn bán trái phiếu dẫn đến là giá trái phiếu thấp thì lãi suất sẽ cao. Và hôm nay đã trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ như là chúng ta mới nói tới đã ở mức cao nhất trong vòng 16 năm qua các bạn lãi suất đang mức cao. Thì lãi suất trái phiếu 10 năm là lãi suất ảnh hưởng rất lớn đối với nền kinh tế các bạn tại vì đây là cái lãi suất mà sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mua nhà lãi suất bao nhiêu, mua xe lãi suất bao nhiêu vân vân và gián tiếp dẫn đến nền kinh tế tiếp tục chậm lại. Thì câu hỏi bây giờ đó là lý do tại sao Trung Quốc lại bán công trái phiếu Hoa Kỳ bây giờ? Thì đương nhiên lý do thật sự đây chỉ có họ mới biết mà thôi nhưng mà có một số giả thuyết Tổng cộng có bốn giả thuyết tôi muốn chia sẻ với các bạn. Sau đó các bạn có thể comment bên dưới xem coi là giả thuyết nào các bạn nghĩ là hợp lý hơn. Thì giả thuyết đầu tiên, nếu như bạn là một người mà thích thuyết âm mưu thì nghĩ là Trung Quốc cố tình làm như vậy để gây ra suy si thoái tài chính ở Hoa Kỳ. Nhưng mà làm vậy đó thì câu hỏi của Thuận là Trung Quốc được lợi gì các bạn? Trong khi mà Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất trên thế giới, nhập khẩu rất nhiều, làm ăn rất nhiều với Trung Quốc và bản thân Trung Quốc cũng đang đối đầu với nguy cơ suy thoái. Thêm vào đó bán bây giờ là đang lỗ mà thì họ được lợi gì các bạn? Nếu như mà thật sự bạn nghĩ là họ đang cố tình làm vậy để mà gây ra suy thoái tài chính Hoa Kỳ. Giải thứ thứ nhì là Trung Quốc đang cần tiền để làm một cái gì đó có thể là để dùng để mà thu mua đồng nhân dân tệ tại vì tỷ giá hoán đổi với đồng đô la đó không tốt mấy năm qua các bạn. Và để các bạn thấy rõ hơn đây là cái tỷ giá hoán đổi đồng nhân dân tệ à, với lại đồng đô la thì để thuận chuyển lại CNY với lại USD thì các bạn thấy được là từ năm 2022 các bạn à, chúng ta đã thấy được là cái à, tỷ lệ hoán đổi này đó là luôn có xu hướng đi xuống có nghĩa là đồng nhân dân tệ ngày lại càng mất giá so với đồng đô la thì có thể là họ bán số lượng công trái phiếu này dùng để mà mua đồng nhân dân tệ trên thị trường để mà giữ giá cho đồng nhân dân tệ cũng có thể. Giả thuyết thứ ba là họ có thể lo sợ Hoa Kỳ vỡ nợ. Khả năng này cũng không cao đâu các bạn, vì nguy cơ vỡ nợ đã hầu như là cũng không có, tại vì Fed có thể in thêm ra tiền mà. Cho nên uh, giả thuyết này cũng không hợp lý lắm đối với thường, nhưng mà cũng có thể là lý do đó. Để điều thứ tư đó, điều cuối cùng là giả thuyết là đơn giản họ chỉ muốn cân bằng lại tài sản quốc gia mà thôi. Có nghĩa là họ muốn tái cân bằng lại, có thể họ đã lưu trữ quá nhiều công trái phiếu, bây giờ họ bán bớt để cân bằng lại với những tài sản khác. Thì các bạn nghĩ sao các bạn có thể comment ở bên dưới Nhiều bạn nói là có thể bán tại vì dùng để mua vàng hay gì đó thì cũng có thể các bạn Đó chính là giải thức thứ hai Họ bán cần tiền để làm gì đó hiện bây giờ Các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới Chúng ta cũng có cái cập nhật đến từ quốc hội Hoa Kỳ các bạn Và đây là cập nhật liên quan đến chủ tịch Hạ Viện Bây giờ vẫn chưa có Thì hồi sáng này đã chúng ta có một cái thông tin là có khả năng là sẽ bổ nhiệm Patrick McHenry, cái bạn người mà nhiều bạn đã quen thuộc một người ủng hộ crypto để tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch Hạ Viện cho đến tháng 1 và trao thêm quyền hành để cho Patrick McHenry có thể là điều hành quốc hội để cho thông qua những cái dự luật, tại vì bây giờ không có chủ tịch từ hết các bạn thì luật sẽ không được thông qua và chúng ta cũng đã biết là chính phủ của tổng thống Joe Biden thì họ muốn cung cấp thêm tiền cho Ukraine và Israel thì điều này đã sẽ dẫn đến, đến quốc hội cần phải bỏ phiếu. thì bây giờ vẫn không có chủ tịch hạ viện thì ai chủ trì bỏ phiếu đây các bạn? À, nhưng mà cái kế hoạch đó, đó đã không có được chấp thuận. thì tới bây giờ đã chúng ta thấy được là cái người mà sẽ đứng ra để tiếp tục kêu gọi bỏ phiếu cho mình đó chính là Jim Jordan người mà bên tay phải các bạn Jim Jordan đã hai lần thất bại để có được cái số phiếu cần thiết rồi bây giờ là lần thứ ba ông sẽ kêu gọi mọi người ủng hộ các bạn và hy vọng chúng ta sẽ có một chủ tịch hạ viện vào ngày mai thì lúc đó chủ tịch Patrick Henry mới trở về chức vụ hiện tại của ông đó chính là chủ tịch quỹ ban dự tài chính ở Hoa Kỳ và có thể điều hành những dư luật liên quan đến crypto Chúng ta cũng có một cái cập nhật, các bạn đã nhớ là ngày hôm qua đó Thuần chia sẻ là Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã dẫn đầu tổng cộng là 102 nhà lập pháp đòi hỏi một câu trả lời đến từ Bộ Tài chính là họ sẽ làm gì với thông tin là có số lượng crypto dùng để tài trợ cho những cái sự kiện liên quan đến chiến tranh gần đây. À, thì cuối cùng đó, Bộ Tài chính đã trả lời là họ sẽ nhắm vào những cái dịch vụ mixer các bạn, những dịch vụ mà trộn lẫn tiền với nhau đó. Thì à, cái đó là cái mà họ sẽ quan tâm đến chứ không phải là quan tâm đến sàn giao dịch thì bây giờ hay gì hết tại vì họ nghĩ là cái số lượng crypto đó, đó giống như là cũng hoàn toàn vô giá trị nếu như mà người ta có thể theo dõi được on chain chỉ có là cái số lượng crypto đó dùng những cái dịch vụ mixer để mà trộn lẫn với nhau để mà xóa đi dấu vết on chain thì lúc đó mới sử dụng được cho nên mấu chốt là từ mixer các bạn ít ra các bạn thấy được là bộ tài chính cũng không có ngay lập tức nói là cấm crypto hay là có một quyết định gì đó cực kỳ sai lầm liên quan đến crypto họ bắt đầu từ mixer các bạn Chúng ta cũng có một số những cái thông tin khác nhưng mà tôi nghĩ là cái thông tin liên quan tới cái ngày ra tòa của Simon Frida sẽ phải dời lại ngày mai các bạn từ vì hôm nay thông tin quá nhiều. Chúng ta ta thấy được là Lightning Labs, công ty mà phát triển một trong những cái giao thức liên quan tới Bitcoin đó chính là mạng lưới Lightning Network. Họ đã công bố phiên bản Magnet Alpha của Taproot Asset dựa trên Bitcoin các bạn. Đây là một cái giao thức mà cho phép tạo stable coin và tài sản thực trên Bitcoin và mạng lưới Lightning Network các bạn. Như là chúng ta thấy được là mạng lưới Bitcoin đó sau này có thể là có tài sản trên đó. Cũng giống như chúng ta đã thấy là mạng lưới Bitcoin có những cái meme coin, có những cái giống như là NFT các bạn. Tại vì chạy trên Taproot, chạy trên mạng lưới tầng hai sau này hoàn toàn là có thể để cho chi phí rẻ hơn và nhanh hơn. Thì Taproot Asset có thể biến Bitcoin thành một nền tảng đa tài sản cho phép phát hành stablecoin và các tài sản khác trên mạng lưới Bitcoin và Lightning Network. Ryan Rentry từ Lightning Labs cho biết rằng đây là cái bước tiến quan trọng giúp Bitcoin trở thành nền tảng tài chính toàn cầu. Các giao dịch ngoại hối trên thế giới sẽ được giải quyết ngay lập tức thông qua mạng lưới tầng hai là Lightning Network. Và chúng ta cũng nghe thông báo ngày hôm nay đó thì sau nhiều tháng cuối cùng Coinbase đã ra mắt futures trading nhưng mà cái này đã chỉ dành cho khách hàng quốc tế thôi các bạn không dành cho khách hàng ở Hoa Kỳ à, và đương nhiên các bạn thấy được là cái thị trường quốc tế đó ngày lại càng bị xâm chiếm từ những cái công ty đến từ Hoa Kỳ như là Coinbase và Gemini các bạn mới đầu thôi nhưng mà chúng ta thấy được là cái sự cạnh tranh ngày càng cao ngay cả Coinbase bây giờ cũng cho phép người quốc tế sử dụng và cho trade futures và cái thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là thông tin liên quan tới aptos các bạn chúng ta hồi xưa đó thì uh, hay chọc quê solana tại vì mạng lưới uh, cứ bị tắt nhãn hoài các bạn cứ bị đóng băng hoài thì aptos đã gặp sự cố hồi sáng này và blockchain đã đứng yên 4 giờ đồng hồ các bạn bây giờ hoạt động lại rồi nhưng mà sự cố này đó xảy ra ngay trong dịp kỷ niệm một năm ra mắt mainnet của aptos đáng chú ý hơn là trước khi mà có sự cố xảy ra có khoảng 4.000 người dùng đang tham gia vẽ tranh trực tuyến trên nền tảng Raphael Art của Aptos. Giá token của Aptos đã, đã giảm nhẹ sau có sự cố nhưng mà cũng nên nhanh chóng hồi phục rồi các bạn để thường xem coi là Aptos ngày hôm nay đã giá như thế nào. Hôm nay là một ngày mà rất là xanh thì chúng ta hãy xem coi là Aptos ra sao các bạn. Aptos xếp hạng thứ 38 hiện tại và hôm nay vẫn tăng 2.4% các bạn. Sự kiện này xảy ra rồi sau đó mạng lưới đã hồi phục trở lại. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance, Alineax và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn!